Spoiler One Piece 1071 Zoro đánh Kizaru để trả thù vụ Sabaudi Tokyo quen biết Joy Boy Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Top Manga Chương truyện cuối cùng của năm 2022 đã mang đến cho chúng ta những thông tin rất thú vị về việc tái tạo trái ác quỷ Vegapunk đúng là nhà khoa học số một thế giới One Piece. Trong khi khứa xảy ra chật vật với việc tạo ra trái Smile mang sức mạnh hệ doan, thì tiến sĩ Vegapunk đã gần như tìm ra mọi bí ẩn về sự di chuyển và yếu tố dòng dõi của người ăn trái ác quỷ. Việc nhân bản trái doan thường và Paramecia với ông chỉ là một vấn đề đơn giản. Chỉ có hệ doan thần và Logia mới gây được khó dễ cho tiến sĩ. Bên cạnh các thông tin kể trên, Cuộc chiến của Lucy và Luffy cũng chính thức khép lại với phần thắng chắc chắn rồi là thuộc về anh Men. Lu áp đảo hoàn toàn trong khi cậu còn chưa sâu ra haki cấp cao, quá đỉnh đến từ vị trí của não cao su. Tuy nhiên, cuộc chiến thật sự sắp sửa bắt đầu và đối thủ mà Lu phải đối mặt là một con quái vật thật sự. Đó không ai khác là đứa con của thật đá, đồ đốc ánh sáng Kizaru. Anh em át hẳn rất mong chờ được thấy băng mũ rơm đụng độ kẻ thù cũ này, kẻ đã khiến họ ngậm đắng ở đi. Nhưng khá không may khi ngay đoạn hay thì chuyện break. Tháng này chỉ mới ra hai chap đã bị ngưng hai lần. Tuy nhiên, lần break này là do lễ ở Nhật, không phải do Oda, anime và manga đều không ra tập mới. Dù vậy, tác giả vẫn đang vẽ chap tiếp theo, cho nên đã bắt đầu có những dò dị đầu tiên về chap 1071, chap mở đầu năm 2023. Cụ thể ra sao? Điều gì đã xảy ra? Mời anh em cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Lưu ý, spoiler chưa được Redon xác nhận nhưng một số cơ uy tín đã nói về nó. Mình chỉ là người truyền tải tin tức đến anh em và đưa ra một số bàn luận cá nhân mà thôi. Vào nội dung chính, trong 1071 có tiêu đề lịch sử của thế kỷ trống. Tức là chắc chuyện này cũng giống như 1070 và 1069, nó sẽ tập trung khai thác các bí ẩn. Rất rõ ràng, Thánh Oda đang muốn tiết lộ nhiều nhất có thể cho độc giả. Sau đó, Thánh mới set up cho các trận chiến lớn. Chỉ riêng 10 chắc đầu tiên của Ark Aethead, ta đã biết được gần như là tất tần tật về trái ác quỷ. Sự thật hậu cuộc thảm sát ở Ohara cùng một số thứ liên quan đến vương quốc cổ. Kể đó, ta được thấy Kizaru và các tàu hải quân đã đến rất gần chỗ của tàu Sunny. Theo những gì được tiết lộ, dường như Zoro đã chiến với đô đốc Kizaru nhằm trả món nợ hai năm trước ở Sabao đi, nơi mà tí thì lão khỉ đã tiện anh đầu rêu đi bán muối. May mắn là có vua bóng tối Rayleaf ứng cứu. Nếu spoiler này chính xác thì đồng nghĩa khứa Zoro sẽ chiến với đô đốc đúng như dự đoán trước đó. Việc kèo đầu giữa hai người họ ai mạnh hơn ai, mình đã có một video riêng, anh em có thể xem lại nhé. Nói ngắn gọn thì mình vẫn giữ quan điểm, Zoro hiện tại đã rất mạnh nhưng cậu vẫn chưa đủ sức thắng được Kizaru, cầm chân thì sẽ ổn hơn. Ngoài Zoro thì Brook cũng đang trên tàu. Sau time skip, nhà công băng mũ rơm đã mạnh lên khá khá, mỗi tội ông ấy có quá ít đất diễn trong Aquano. Có lẽ trong các chat tiếp theo sẽ là sân chơi của Brook. Zoro cầm chân Kizaru, Brook cầm chân đám lính, Caribou chạy ngược vào đảo tìm Luffy cứu viện. Một vĩnh cảnh có thể xảy ra, mà thứ mình muốn thấy nhất trong cuộc chiến của Zoro với hải quân đó là anh có dùng bá khí để làm ngất đám lính tép dư được hay không, như cái cách mà Luffy đã hạ đám đệ của Hody ở ác đảo người cá. Giờ vào số lính Zoro hạ được, ta có thể suy ra Haki Bá vương của cậu đang ở ngưỡng nào so với Luffy bên cạnh kizaru không chỉ có hạm đội hải quân với tàu chiến cỡ lớn mà còn có seraphim và đó là seraphim lo thật sự thì lo cũng làm thất vũ hải không quá lâu cũng không quá nhanh cho nên việc có một con seraphim lo xuất hiện không khiến mình quá bất ngờ vấn đề đặt ra ở đây là nó có dùng được năng lực op op hay không vì op thuộc hệ paramesia nó hoàn toàn có thể được tái tạo từ đó seraphim lo cũng dùng được năng lực như bản gốc giống với s bio và s snake nếu điều này xảy ra thì lại có thêm một dấu hỏi nữa, liệu Seraphim Lo có dùng được năng lực ban cho kẻ khác tuổi trẻ vĩnh cửu hay không? Được thì quá tuyệt vời, nhưng theo mình, để tránh việc những năng lực ác quỷ mạnh bị nhân bản bừa bãi, Oda bằng một cách nào đó sẽ không để mấy trái hàng top của các nhân vật quan trọng bị nhân bản. Ngoại lệ duy nhất là Uo Uo mà Momonosuke đã ăn, còn những Nika, Ope, Yami, Gura sẽ không thể bị nhân bản. Hoặc nếu có thì cũng không mang toàn bộ sức mạnh như bản gốc, nhưng có một điều chắc chắn là Seraphim Lo rất thông minh, giống như bản gốc. Vì dựa theo những Seraphim đã xuất hiện trước đó, ta có thể thấy chúng có tính cách như bản gốc vậy. Eshawk thì điềm tĩnh và dũng mãnh như Mỹ Hạnh. Eshawk thì lâm ly và sử dụng võ thuật karate như Jinbe. S bayer luôn luôn im lặng, khá giống với tính cách của Kuma. Còn Eshnek thì khá nhạy cảm và cư te như Hancock. Nếu vậy, Serafim Lo cũng rất thông minh và đó sẽ là một đe dọa cho Feta. Nhìn cái cách mà anh luật dàn trận trong Aquano cũng thấy, bộ não của anh đỉnh đến nhường nào. Serafim Lo chỉ cần được một nửa như vậy cũng đủ để gây khó cho Feta. Vì bên này toàn thân đồng, anh em ạ, à, thánh lạc đường Zoro, não con Luffy, ông Hoàng máu mũi Sanji. Thông tin tiếp theo là có một đoạn hồi tưởng sẽ xuất hiện ở chap này, trong đó có sự xuất hiện của phu nhân Toki và Joy Boy. Nhưng cậu bé cười không được sâu mặt, hai người này chắc chắn là quen biết nhau và phu nhân cũng là người của cổ quốc. Có một vấn đề là khi Toki du hành đến tương lai, bà ấy đã đi tìm Wano. Theo sao phu nhân biết ở tương lai có một quốc gia tên Wano? Chỉ có hai trường hợp. Một là Wano đã tồn tại từ rất lâu về trước và họ là đồng minh thân thiết. Hai, Wano chính là cổ quốc hoặc đó là một vùng đất thuộc vương quốc cổ. Nhìn chung, các vấn đề liên quan đến du hành thời gian của phu nhân Toki đến nay vẫn còn là một ẩn số và nó cực kỳ khó giải thích. Ta chỉ có thể chắc chắn, bà ấy là người của cổ quốc, bà ấy du hành thời gian vì mục đích đảm bảo Joy Boy sẽ tái sinh và phải có người hỗ trợ cậu bé cười. Cụ thể, ở đây là người Guano. Tiếp đến, Spoiler nói rằng một hòn đảo khổng lồ x đang được xây dựng. Lưu ý rằng hòn đảo này có thể là x hoặc cũng có thể là vương quốc cổ đại. Ok, mình biết anh em nghe câu này xong thì cũng thấy khó hiểu. Thật sự là người cung cấp bản dò gì này cũng chưa được đọc hết toàn bộ trong 1071. Anh ấy chỉ xem được một số khung tranh rời rạc. Đó là lý do cả anh chàng này cũng chả biết cái hòn đảo mà anh ta thấy đang nằm ở phần hồi tưởng hay phần thực tại. Nếu nó nằm trong đoạn hồi tưởng về Tokyo và Joy Boy thì có nghĩa rằng cổ quốc lúc đó đang được xây dựng. Nó là một hòn đảo khổng lồ và khá giống ếch hết giống ở đây là về mặt công nghệ như vgapang đã nói từng có một quốc gia tiên tiến hệt như đảo đầu trứng còn nếu khung tranh đó nằm ở thực tại thì đó có lẽ là hồi tưởng của riêng Vegapunk về những ngày đầu ông bắt đầu nghiên cứu và thực hiện dự án ssg cho chính phủ thế giới Tổng kết váy lại, đoạn hồi tưởng về vương quốc cổ và các bí ẩn mà Vicapang sắp tiết lộ thêm sẽ là tâm điểm của trang 1071. Nó sẽ giúp độc giả hiểu thêm về tổng quan thế giới One Piece từ những ngày sơ khai trước có chính phủ thế giới và điều gì đã xảy ra tại thời điểm đó. Bên cạnh đó, vấn đề quan trọng nhất mà đoạn hồi tưởng mang lại chính là mục đích của phu nhân Toki và vai trò thực sự của Wano Quốc. Thông tin kế đến là các nhân vật khác đã xuất hiện, họ đang gấp rút chuẩn bị cho một cuộc chiến. Những nhân vật khác được nhắc đến là ai? Cuộc chiến nào sắp nổ ra? Theo mình, đó là cuộc chiến mà Thánh Oda nhắc đến trong bức thư tại Trump Festa 2023. Cuộc chiến hoàng gia gì đó sắp bắt đầu và sẽ có một người hy sinh. Đa phần fan hâm mộ cho rằng cuộc chiến là giữa dâu đen và xanh, tóc đỏ sẽ chết và đây là bước đệm, là giọt nước tràn ly, là ngòi nổ vĩ đại để anh lù cao su vác tông lào và vào avatar của anh đen răng sún. Hiện tại, nhiều thế lực đều dục dịch hành động, xanh sẽ sớm tái xuất bởi đại kinh địch của anh đã có những hành động lớn đầu tiên sau 2 năm time skip báo đã đưa tin về vụ việc ở Amazon Lily. Kiểu gì xanh cũng biết tin và việc anh ta tham chiến chỉ là vấn đề thời gian. Thế lực thứ hai là quân cách mạng. Sau sự mất tích của viêm đế Sabo và hành động bất ngờ bỏ đi của Kuma, Dragon không thể đứng yên nữa. Anh ấy sẽ sớm cho chúng ta thấy được thế nào là sức mạnh của người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Thế lực thứ ba là Cross Guy. Từ lúc thành lập đến giờ, họ chưa làm điều gì ngoài việc truy nã hải quân. Mihawk và Buggy thì không có mục tiêu gì. Vấn đề là Crocodile, kẻ luôn trực chờ để trỗi dậy. Cuối cùng, tuần sau vẫn có chap mới. Anh em hãy cùng chờ xem chap 1071 sẽ hấp dẫn đến cỡ nào nhé. Bọn mình sẽ lên bài spoil chính thức ngay khi nhận được thông tin. Phần cuối video là chuyên mục quảng cáo. Bạn đang buồn phiền vì nhiều tiền, mệt mỏi vì học giỏi. Bạn FA lâu năm nên chưa biết cách tỏ tình với crush. Đừng lo, hãy đến với shop tranh anime của bọn mình. Sắm ngay một bức tranh in theo yêu cầu cực đẹp, tặng crush và chèm gió với cô ấy rằng em như bức tranh này vậy. Vì đó là thứ mà anh muốn ngắm mỗi ngày. Link ở ngay dưới phần mô tả. Và đó là những thông tin spoiler của chap 1071, tuy nhiên nó chưa được Redon xác nhận nhé. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Đừng quên like, share, đăng ký kênh, kèm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video sau của bọn mình. Và cũng là giúp cho bọn mình sớm có nút bạc ăn Tết. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.